thì như thế nào? Bán Man tiếp tục giới thiệu bác một mẫu xe thương hiệu Trek, một trong những thương hiệu nổi tiếng và dòng thương hiệu xe Mỹ bên em mới về, dòng là Road Bike, xe đua, model Trek Study One 1.1 với tông màu chủ đạo tông màu trắng, điểm chỉ đen trên khung xe. Và bây giờ xin mời anh đã có phải những chiếc xe. Vâng, trên khung hình các bác đây là cái mẫu Trek đến từ thương hiệu Mỹ. Rất nhiều các bác quan tâm về những dòng xe đua Trek thì bây giờ về một chiếc cái tông màu trắng đen model Study One Trek 1.1 khung nhôm aluminum, một trong những cái dòng xe đạp thương hiệu thể thao nổi tiếng trên hàng đầu thế giới. Thì đây cũng là một trong những cái top Trek làm nên thương hiệu đến từ Mỹ USA. Đây là USA ở dưới, tất cả các tem trên mã vạch trên xe đều vẫn còn nguyên si. Model của xe là model Trek One Series 1.1. Trước đây em có về một vài chiếc Series One rồi. Đây là em về chiếc giữa tông màu sáng. Thì như em có nói những video trước đây thì thường được Trek gắn liền với những phụ kiện của thương hiệu Montrager, cái mặt theo xe của Ford Gidon chính hãng của Montrager, cái mặt theo xe. Xe sử dụng với bộ tay lắp chính hãng của Shimano Clarit. Bên phải em sao sử dụng với bộ chính hãng của Shimano Clarit. Đằng trước sử dụng cụm phanh 3 vành bằng xe Road Bike càng nhôm, hai đường chỉ đen và đỏ trên càng xe với tổng thể tông màu trắng rất là nổi bật. Vành hiệu của Shimano, vành cao cấp Shimano SL2, vành Shimano SL11, sử dụng với cặp lốp trọc, lốp trọc chính hãng của Montrager 700x25C. Cọc yên nhôm chính hãng của Montrager, yên chính hãng của Montrager, nguyên bản cho xe, yên hơi cũ một tí thôi nhưng mà lo nguyên bản em vẫn còn để nguyên, chưa rách nát gì cả, nó hơi bị ố một chút theo cái màu của thời gian thôi. Đặt đĩa của Shimano Clarit, bùi đĩa 2 tầng, củ đề sau là củ đề Shimano Clarit. Mayer sau là Mayer chính hãng của Shimano N11. Lốp cắm sẵn sử dụng với lốp chọc chính hãng nguyên bản theo xe, lốp của con xe gương. Các bác thích đưa những thương hiệu nổi tiếng, thương hiệu Trek Series 1.1. Và bây giờ xin mời chúng ta đứng của khung xe. Vâng, chúng ta đứng của khung xứng của khung xe đo là size 49. Chiều cao ngang khung là size 51. Chiều cao các bác cao được 6 trừ 7 như vừa. Cho trang bị với 8 tầng lip. Đơn lip nha. Cúng lip. Rồi, rất là mượt mà. Thế phải không mà 2 tầng đĩa, cúng đĩa, lên đĩa. Bon xe hầu như hoạt động xe không hề nội chi tiết nhỏ nào cả. Vâng, em vừa đánh giá tổng thể xong chiếc xe Trek Series One 1.1 và xe laptop bên em là 11.8 triệu, bao ship toàn quốc bảo hành 1 năm. Các bạn có tâm lý hãy qua Zalo 0975 709 943 hoặc lên trực tiếp tìm kia xe đạp, chúng ta đăng ký theo các kênh. Vâng, hẹn các bác vào chương ngày mai.